Cửa hàng Hero xin mến chào tất cả các bác nhé. Thì trong buổi tối hôm nay em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến tất cả các bác với sản phẩm lưng tiếng TD, một mẫu lưng tiếng cực kỳ chất lượng và độ bền của dòng này rất là cao. Và cũng báo các bác thì trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm lưng tiếng của các hãng khác nhau, từ sản phẩm của thương hiệu của Trung Quốc hay những sản phẩm của như một mẫu lưng tiếng của một đơn vị Việt Nam nhập khẩu về cũng được sản xuất Trung Quốc, và những mẫu lưng tiếng của Việt Nam sản xuất như Asantech hay là Idol. Thì để mà nói đầu bạc, đầu tiên em vẫn nhắc đến mẫu của Idol Việt Nam và mẫu TD là hai con xếp top hàng đầu tại cửa hàng mình cũng như trên thị trường, mà một kênh em làm kênh chủ đạo bán rất nhiều sản phẩm lưng tiếng mà em đã được qua cách gọi là trải nghiệm nha, thay mặt cho các bác khách hàng trải nghiệm nói về chất âm của dòng này. Là hai mẫu đầu bảng là mẫu TD chính hãng các nhá, hàng nhái không tính, và mẫu Idol chính hãng của Việt Nam. Và cũng báo các bác thì cái mẫu lên TD này thì cách đây có hơn một tuần là em đã cháy hàng hết hàng các bạn. Thì hôm nay em được hãng về thêm một chút, được khoảng gần 50 chiếc các bạn. Đây, 2, 4, 5 thùng. 5, 8, 4, 10, 40 chiếc các bạn. Vì hãng đợt này cũng cháy hàng rồi. Nên là, nhưng cái điều quan trọng là hàng về em vẫn đưa ra cái mức giá tốt nhất cho các bác khách hàng yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc để sử dụng cho mình một con mẫu lưng tiếng chất lượng, bền bỉ. Và cũng báo cáo bác thì cái con lưng tiếng TD CB600 này là một lưng tiếng cực kỳ hot trên thị trường, và cái độ hot của nó sẽ được đáp trả bằng cách đó tình cảm của bác sử dụng, và cũng đáp trả bằng một cái tiêu cực, đó chính là rất nhiều anh em đặt hàng nhái, hàng giả rất nhiều, thì gọi là đáp trả có hai chiều hướng, là khách hàng tín nhiệm rất là cao rồi, thì khi tín nhiệm cao thì xảy ra một cái là hàng giả hàng nhái rất là nhiều các bác nhé. Thì trong video này em hàng về em cũng mở sẵn một chiếc để các bác cùng xem đối sản phẩm chính hãng. Thì đối sản phẩm chính hãng nói về chất âm so với hàng nhái em đã nghe rồi. Vì sao bên em cũng là một đơn vị nhập những sản phẩm Trung Quốc em cũng nhập được, như sản phẩm như Idol Trung Quốc giá em đang bán có 650 thôi, nhưng cái chất âm nó sẽ kém hơn một chút, nghe là nói chung là tiền là phải đấy. Các bác mua giá rẻ thì phân khúc đó nhạc nhà chất lượng theo giá rẻ thôi. Còn đối sản phẩm lưng tiếng TD này nó hay hơn hẳn so với hàng nhái, nhưng cái điều quan trọng là các bác nên chọn những cơ sở uy tín để mua cho mình những sản phẩm lưng tiếng, vì rất nhiều anh em bán trà trộn ở đây, một số đơn vị không uy tín anh em sẽ bán trà trộn, vì em thấy một số các bác đã mua và đã bị dính kiểu đó và em lại không quay lên. Và cũng các bác cùng xem để Hiếu Minh review đối sản phẩm chính hãng này nhé. Thì đầu tiên các bác cùng nhìn đối sản phẩm lưng tiếng TD, thì tất cả các nút chiết áp của nó hay những cái chữ chi tiết này họ rất là sắc nét cũng nhá, để từ đèn nháy này CB600 Pro này, đây bản mới nhất 120, và các phần linh kiện nó, các linh kiện của nó rất là sắc nét chi tiết, để chính vì vậy mà cái chất âm cho ra rất là hay. Đây là dòng tất cả linh kiện nó nhập với linh kiện của Canada các bác nhé, linh kiện Canada được lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc và sử dụng một bo nguồn ở bên phía trong có bọc ở ngoài, và các chân ở đó thì thực ra đến cây tầm này thì chỉ có là các bác phân biệt ở các linh kiện sắc sảo thôi các bác nhé, linh kiện sắc sảo này. Vì hàng nhái và họ làm rất tinh vi, và cái đặc điểm nữa là các chân bán dẫn của nó, gọi là đối với bọn em gọi là linh kiện bán dẫn ý, đường truyền nó bằng đồng, tín hiệu bằng đồng này thì nó đảm bảo cho bác đường truyền nó trung thực và không bị nhiễu. Và một đặc điểm nữa đối với sản phẩm chính hãng thì nó sẽ chỉ bắt một điểm ốc rẻ đây thôi nhé, ở một dốc đây bắt một điểm cổ cùng súp này. Và đối với hàng thẩm nhái em thấy nó sẽ có hai con ốc đây đấy, bác lưu ý cho em, cực kỳ lưu ý đối lên chọn những cơ sở uy tín. Và ngoài cái đáp ứng nhu cầu cho bác đối sản phẩm lưng tiếng chất lượng mà em đang review cũng như hôm nay hàng về, thì cái cam kết của mình là đối bán cho bác là mẫu lưng tiếng tiền là vải đó, ngoài cái mức giá tốt ra, nhưng nó là sản phẩm chính hãng các bác nhé. Giá hiện tại bên Hiếu Minh đang đưa ra cái mức giá rất là tốt trên 1 triệu đồng, và cũng như báo cáo bác thì các bác mua hàng sẽ được bên Hiếu Minh tặng kèm theo một cặp dây rắc các bác nhé, để có kết nối xuống đây cặp rắc xuống đẩy này, còn anh em cắm xuống âm ly sẽ dây tặng các bác cặp rắc xuống âm ly các bác nhé. Thì số lượng nó cũng không có nhiều, thì các bác có nhu cầu thì em đang quay ở kho thì nó hàng hóa rất nhiều các mã. Hiện tại như biết thì các cơ sở bên Hiếu Minh là một đơn vị bán rất đa dạng các mã sản phẩm, từ những thiết bị dàn riêng lưng tiếng em đang sở hữu khoảng 4 đến 4 mã khác nhau, rồi đến sản phẩm tủ âm thanh, rồi những thiết bị dàn như vang lọc lén lưng, cốt server, cốt số, cốt cơ, và những sản phẩm vang số đẩy công suất. Hiện tại ở tầng này nó chỉ là những thiết bị dàn thôi, và những sản phẩm vang như vang lách kìa, FX9 Bluetooth sản phẩm chính hãng. Và các bác cũng như anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình, hoặc đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội bác nhé, hoặc liên hệ em qua số điện thoại hotline đây.
Và ngoài ra thì bên em cũng có sẵn các sản phẩm tủ âm thanh, tiện đây em quảng cáo luôn. Với sản phẩm tủ 16U, ở đây nó sử dụng tủ nhôm, tủ nhôm gỗ ép chống nước. Thì đối với dòng tủ này em đang bán với mức giá là 1.700.000 đồng. Nó sản phẩm tủ cao cấp hơn so với tủ sắt nhá. Và đối tủ này thì anh em chuyên đi lắp cho sự kiện ở ngoài trời, sự kiện nhỏ này, hai các bác lắp phòng hát đấy. Và các bác chơi gia đình với mỗi tủ rất là sang. Đối với dòng tủ 12U thì là 1.900.000 đồng. Tủ 16U thì là 2.100.000 đồng các bác nhá. Đấy, một video em review. Và em sẽ có những video chi tiết đối với sản phẩm khác. Và các anh em có nhu cầu đối với mẫu lương tiếng, hôm nay là mẫu lương tiếng em về hàng, thì có liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em, cái mức giá tốt nhất thị trường nhá. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.